Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Tạp chí Sức Khỏe. Thưa quý vị, người cao tuổi, người có bệnh nền hoặc bị mắc các bệnh gây nên hệ miễn dịch bị suy giảm thường là nhóm đối tượng có nguy cơ trở nặng khi mắc bệnh hoặc tái nhiễm Covid-19. Nhưng có nhiều người suy nghĩ rằng chúng ta đã đạt được miễn dịch cộng đồng rồi nên không cần thiết phải tiêm nhắc vaccine phòng Covid-19 nữa. Vậy thì chúng ta nên hiểu đúng về điều này như thế nào? Xin mời quý vị khán giả cùng Kim Duyên gặp gỡ Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Đỗ Văn Dũng, Trưởng khoa Y tế công cộng của Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào bác sĩ, theo như đánh giá của bác sĩ thì Thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta đã đạt được miễn dịch cộng đồng hay chưa? Theo đánh giá của tôi thì ở Thành phố Hồ Chí Minh đã có miễn dịch cộng đồng. Tuy nhiên miễn dịch này không phải là hoàn toàn và miễn dịch này không phải là bền vững mãi mãi. Bởi vì chúng ta biết rằng là chúng ta có tiêm chủng và chúng ta có bảo vệ được người dân, những người mắc bệnh nền, những người cao tuổi. Việc bảo vệ này đó là do miễn dịch cộng đồng. Việc mà chúng ta có vaccine, chúng ta sẽ giúp giảm cái sự lây lan. Tuy nhiên, cái miễn dịch này nó không bảo vệ 100%, cho nên là cái miễn dịch cộng đồng này nó không phải là hoàn toàn. Và nếu mà chúng ta muốn mà duy trì mãi mãi, thì chúng ta phải tiêm vaccine COVID-19 mỗi 6 tháng một lần. Và hiện nay thì như vậy thì trong thời gian vừa qua chúng ta đã tiêm là tương đối là nhiều lần, cách nhau không quá xa, chúng ta đã có miễn dịch cộng đồng hiện nay. Nhưng mà trong tương lai thì nếu chúng ta ngừng tiêm vaccine thì miễn dịch chúng ta sẽ mất đi. Thưa bác sĩ, vì sao người già và những người bị suy giảm hệ miễn dịch thường có nguy cơ trở nặng khi mắc các bệnh liên quan đến Covid-19? Người ta đã thống kê là những người cao tuổi trên 65 thì chiếm 80% những trường hợp bị nền, bị nặng. Và cái cùng là mắc Covid-19 thì người trên 65 tuổi sẽ tử vong hoặc mắc bệnh nặng gấp 23 lần so với người trẻ hơn. Đó là cái thống kê cho thấy. Và người ta giải thích là tại sao thì có nhiều lý do. Lý do chính là người ta tin rằng là có cái hiện tượng lão hóa của miễn dịch. Tức là người lớn tuổi thì cái miễn dịch nó sẽ không được tốt. Và cho nên cái virus khi vào cơ thể nó sẽ nhân bản rất nhanh. Thêm có hiện tượng nữa là cái hiện tượng gọi là tăng cái hiện tượng viêm theo tuổi. Và vì vậy thì cái phản ứng của cái người cao tuổi nó sẽ rất là mãnh liệt, phản ứng viêm mãnh liệt dẫn đến bệnh nặng. Ngoài hai yếu tố chính này thì còn thêm một điểm, tức là cái bệnh nền của người cao tuổi. Người cao tuổi thường hay bệnh nền. Tuy nhiên thì lưu ý là bệnh nền đó là một yếu tố nhỏ thôi, chứ không phải toàn bộ. Người cao tuổi dù không có bệnh nền vẫn có cái nguy cơ bị bệnh nặng và vẫn có nguy cơ bị tử vong. Việc tiêm nhắc vaccine phòng Covid-19 sẽ giúp nhóm đối tượng này giảm nguy cơ bệnh trở nặng như thế nào? Thì cái nghiên cứu khoa học ở các quốc gia trên người cao tuổi đó, thì họ thấy rằng là cái người cao tuổi mà được tiêm vaccine thì sẽ làm giảm được cái tỷ lệ mắc Covid, giảm tỷ lệ chuyển nặng, giảm tỷ lệ tử vong. Và về cơ bản đó, thì nếu mình tiêm được hai cái mũi cơ bản và thêm một cái mũi tăng cường, tức là tiêm đủ 3 mũi, thì giảm được 80% các trường hợp tử vong và biến chứng nặng của người cao tuổi. Như vậy thì cái tiêm vaccine rất là quan trọng. Tuy nhiên mà nếu tiêm 3 mũi thì đã tốt rồi, nhưng mà tiêm 4 mũi thì sao? Thì ta nói rằng là tiêm 4 mũi thì theo nghiên cứu của Israel trên người cao tuổi thì sẽ làm giảm thêm 50% của những cái trường hợp mà bệnh nặng nữa. Như vậy thì có nghĩa là nếu mà mình tiêm 3 mũi thì mình giảm được 80%, nhưng mình giảm tiêm 4 mũi thì giảm được 90% so với cái người không tiêm. Như vậy nghĩa là nên tiêm, và tiêm 4 mũi thì tốt hơn tiêm 3 mũi. Vậy thì chúng ta cần lưu ý những điều gì khi tiêm nhắc vaccine phòng Covid-19 cho nhóm người cao tuổi và nhiều người bị suy giảm hệ miễn dịch? Những người cao tuổi thì đương nhiên là cần phải tiêm chủng. Và cái việc mà chăm sóc họ thì tương đối là cũng tương tự như mọi người khác. Chỉ có một điều lưu ý là cái người cao tuổi đó thì có một cái phần nào đó, có dễ có một cái biến cố bất lợi tại chỗ hoặc toàn thân hơn người trẻ. Thí dụ như họ có thể mệt mỏi nhiều hơn, họ có thể sốt nhiều hơn. Và đối với người cao tuổi thì họ có thể khó chịu hơn. Cái đó là điều quan tâm thôi. Còn nếu mà họ đã tiêm đủ 3 mũi rồi, thì tiêm thêm mũi 4 thì là tương đối là an toàn. Các nghiên cứu cho thấy là an toàn rất nhiều so với những tiêm mũi đầu tiên. Còn trong người cao tuổi mà nếu tiêm mũi đầu tiên á, thì đương nhiên là mình phải cẩn thận hơn. Bởi vì người cao tuổi thì dễ bị có cái phản vệ hơn người trẻ một chút. Và cái việc cấp cứu cho người cao tuổi bị phản vệ thì nó cũng hơi khó khăn hơn một chút. Nhưng mà quay lại một lần nữa, nếu mà đã tiêm đủ các mũi cơ bản rồi thì trong việc tiêm các mũi nhắc thì là tương đối là an toàn, và an toàn hơn rất nhiều so với những tiêm lần đầu. Hiện nay thì có rất nhiều người có suy nghĩ rằng chúng ta đã đạt được miễn dịch cộng đồng rồi nên không cần thiết phải tiêm nhắc vaccine phòng Covid-19 nữa. Vậy thì bác sĩ có ý kiến gì về điều này? Chúng ta có miễn dịch cộng đồng, đúng. Cho nên chúng ta có bảo vệ được một phần, đúng.
Và như vậy thì tại hôm nay tôi có thể ngồi ở đây, tôi có thể không đeo khẩu trang được để nói chuyện, đó là nhờ cái miễn dịch cộng đồng một phần. Nhưng mà nhớ rằng là miễn dịch này không hoàn toàn, có nghĩa là miễn dịch này nếu một người nào đó vẫn có thể bị lây nhiễm, chứ không bảo rằng là tôi sẽ không bao giờ bị lây nhiễm được, tôi vẫn phải cẩn thận. Và trong cộng đồng nếu ai đó mắc thì người ta vẫn có thể mắc như thường. Cho nên là tóm lại là mặc dù có miễn dịch cộng đồng thì cái nguy cơ nó giảm đi, chứ nó chưa có phải là tuyệt đối hoàn toàn. Và chúng ta đều biết rồi, thí dụ như là bệnh sởi, rubella, thì hiện nay chúng ta có miễn dịch cộng đồng, nhưng điều đó không có nghĩa là vậy mình không bao giờ không cần tiêm chủng sởi, không cần tiêm chủng rubella. Đó là điều thứ nhất. Điểm thứ hai là riêng với COVID-19 á, thì cái miễn dịch nó không có bền vững. Thường thì cái kháng thể nó kéo dài, nó chỉ bền, nó có hiện diện trong vòng 6 tháng mà thôi. Miễn dịch do tế bào thì nó có thể kéo dài dễ hơn, nhưng mà nói chung thì nó sẽ cũng giảm. Cho nên nếu có điều kiện không, thì chúng ta nên tiêm nhắc lại, đặc biệt là những người cao tuổi và những người có bệnh nền. Xin cảm ơn phần trả lời của bác sĩ.